Đấy, quay nốt cái bên ông này là ông chắc Toàn Hải Dương. Toàn Hải Dương có cái xì mặt trước ngon đấy, mặt trước ngon nhưng mà tôi vừa ngó rồi, mặt trước ngon nhưng mà mặt sau nó cứ nó có một tí sẹo và nó không được gọn như cái mặt trước này. Đấy, các bạn nhìn. Toàn Hải Dương nhé, ai thích tôi gửi số nhé. Cái này lên ảnh đẹp. Đấy. Chân chiếc cũng hòm hòm cũng là nuôi được chăn nuôi đồ chăn nuôi. Ô kia ông đập vỏ chậu rồi, chậu quay đi anh ngồi chỗ ngồi êm đấy. Đang thấy tiếc cái chậu kia đập đi, tiếc quá. Ôi đập đi chậu cổ này tiếc quá. Sang chậu tàu đây, nhưng mà mình thì khoái cái chậu kia hơn đấy, khoái cái chậu có chân ngày xưa kia hơn, phát chưa? Ốm quá, gì tai chuột, đây các bác, Toàn Hải Dương này. Hiện tại không thấy ông chủ đâu. Quay lại cho bác xem. Ai gần thì tôi gửi số, có lưu số của ông này. Cái này có lưu số. Đấy, xì này cũng nhuyễn này, nhuyễn. Đấy, nhiều xì lắm. Này sốt xì kinh khủng quá bác. Chủ yếu là các bác Hải Dương là tạo nên con sốt xi đắt hơn cả vàng, nhưng mà thực tế mà nói xi thì nuôi thì có cái này, có cái lợi thế riêng của nó các bác ạ. Xi thì nó dẻo hơn và da nó dày hơn, xi nó rất dẻo. Tất nhiên là để hoàn thiện được cái xanh thì lại lâu, để chơi cốt, chơi bo sẹo rồi cái độ dẻo của tay cành thì nó hơn xanh. Xanh thì nó hơi khô hơn, xì nó mẫm hơn. Đấy, tay cành nó dẻo quả. Chủ ra. Ra. Cho chủ ra hỏi tên ba tiền. Chủ. Mình biết được giả. Chủ uống rượu rồi. Thích cây nào là vào việc thôi, không cần hỏi giá. Chủ lại gọi chú ra đấy thì hết hơi. Chủ tìm biết tìm đâu. Đấy, cũng lấy cái đấy đi. Có mấy chục thôi. Cái tay này chắc là mình. Chắc bỏ tay ấy à? Ăn cây lắm. Đủ mọi người dạng xấu. Cũng được. Xì là nhiều quả thế nhỉ? Nhiều quả chứ nào? Xì đó. Nhiều quả lắm. Bé nhiều quả chứ nào? Quả. Đấy. Cái loại mà tím tím rồi da nó hơi sần sần này, nhiều quả. Toàn da. Nhiều quả. Nhiều quả. Rất nhiều xì. Có cây này là thân cốt là ghê này, nhưng mà đoạn sau này chắc phải nghĩ. Mặt trước thì ổn rồi. Đang nuôi phôi nó hơi khó nhìn quá.
Đấy, ông lấy cái đấy về đi chợ tốt quá. Xi tiếp này, mặt sau của cái xi này. Đấy, ông lấy cái này vừa này. Kia thì chắc là nhiều tiền hơn. Cái này thì trong trong tủ tủ này. Kiểu như ở miền trong ra vào dây với lại chặt trắng này giống giống ở miền trong ra đó. Dấu ấn quấn dây đây, quấn dây đây gắn thép tiền là trăng chẳng bao giờ nó lành được đâu. Lành được sống chung với lũ. Túc. Đây là túc sộp khác. Đây là túc như lá, giống như lá xoài. Sộp lá nó mỏng hơn, nó không lộ xương như thế này. Cao nóng đây. Đâu Ngọc Anh. Ngọc Anh. Cao nóng đây. Bao nóng đây. Ngọc Anh. Bánh bao đây. Chưa thấy cây gì lọt vào mắt cả. Đây, không cái thông mà. Thông xem nào, hai lá hay ba lá. Thông hai lá. Thông lá hai. Thông lá hai đúng hơn. Mỗi lá nó có hai cái nhánh. Thông lá hai. Tạm thời gian hàng thì không biết bao tiền cả. Đấy. Thông. Rồi sang đây. Hôm trước anh có ngồi bên Long Biên không nhỉ? Anh không. Không à? Đi các sới oánh cho nó sướng. Đấy, đuối đâu. Xì. Để xem có con nào nó hay hay để... Đây, ôi, sung nhìn dị đấy nhỉ. Đây là bao tiền anh? 3 triệu. Đấy. Nghe cũng mê với người. Cưỡi ngồi đây cưỡi được nhìn như lạc đà. Lạc đà. Đây tôi rất quý anh Lập này. Đây là rất hiền lành. Nhập rất hiền lành và bán rất rẻ, cũng chẳng mau mè gì đó. Mặc dù anh em chưa giao lưu được với, à đâu, ngày xưa có giao lưu một cây rồi. Thời bán rồi. Đấy, những cây đẹp thường anh chậm tí thì có khi lại hay. Bán rẻ bán đấy. Và những cây đẹp thì anh không lo đâu. Xem hôm nay người ta chưa xem, có thể mai người ta xem. Mình vào giá sơ bộ mà người ta đã gọi là có vẻ là xuôi xuôi đấy. Đấy. Nay toàn cây mới thì bán hết rồi sao? Đấy. Dưới này bao tiền anh? 2,5 triệu. Xì. Xì. 1,5 triệu. Đấy. 1,5 triệu được 3 cây. Mỗi cây 500. Cái con trên xe kia thì sao? 30 già khỏi bàn rồi, già hàng chậu thì đá rồi. Tí nữa mà xem con này, còn những con khác thì anh em cũng vui lòng rồi. Alo nhé. Cây này là cây gì đây? Lộc đỏ. Lộc đỏ nghe lạ nhỉ. Nó đỏ lá như đi sao. Nhìn thấy lá nhỏ đây nhưng mà không biết lá đi sao lá đỏ.
Nó gọi là cây lộc đỏ luôn này. À đây cũng nó luôn. Bao tiền một cây anh? 3 triệu. 3 triệu một cây này. Cây 2,5 triệu. Hay nhỉ. Có khi ông nào lại đi tìm chả thấy đâu. Lộc đỏ. Chi đây? Chi của Tuấn. À, Tuấn LMT. Đây nó cây 30 này cái nào. Sụp. Đấy. Ngọn vật lên ổn rồi. Vì siêu già. Xong chơi. Đấy. Về cô cái chồng nhỏ chơi. Ngọn nghiếc giật là ngon rồi. Giật ngon rồi. Rất nghệ thuật. Đấy, chơi luôn. Về là chơi luôn. Đẹp. Bác à, đây sao lại đứng xa thế? Ok, để sang bên chỗ bác tí.